Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 12 tháng 7 năm 2023, thì cây lan rừng Phú Thái nhé. Thì vừa về một số loại phong lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm nay cũng có khá là nhiều loại nè, tiểu hồ điệp về rất là nhiều cả nhà. Mỗi phần tiểu hồ điệp mình giá chỉ có giá 130.000, em đã bao ship rồi cả nhà. Và tiểu hồ điệp có cỏ trường sinh nữa, về cả nhà mình trồng lên nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi kiều vuông mới ra nha cả nhà nha. Rồi vảy rồng em đã ghép rủi sẵn này. Về của chú anh chị mình khỏi mất công phải ghép nữa nha. Vảy rồng. Rồi hỏa hồng cam thì hôm nay về cái lô hỏa hồng cam mình được cho cả nhà mình những hàng đẹp, hàng VIP nha. Hỏa hồng cam. Rồi có kiếm đỏ này, có quế tháng 8 này, có sơn thủy tiên này, có bạc lan này, quế tím. Kim tiến nha cả nhà, là kim tiến này, rồi gà, rồi địa lan luôn. Nói chung địa lan luôn hôm nay cũng có là 3 loại địa lan. Nhiều các loại cả nhà, cảm báo nữa, nói chung khá là nhiều loại thì em sẽ đi nhanh và báo giá từng loại luôn nha cả nhà nha. Thì cái đầu tiên là bên em vô cái thuốc cả nhà vẫn là 20.000 một chai như mọi khi nha. 6 chai thì 120.000 em bao ship nha. Thuốc siêu kích rễ nha cả nhà nha. Về cả nhà mình có thể pha kích rễ hoặc là ngâm những loại lan cả nhà mình mua về này. Rồi hoặc là có thể phun lên cây cảnh, cây trồng lan, nói chung là tất cả đều được nha cả nhà nha. 20.000 một chai như thế này, gặp thì lan để bao ship nha. Liều lượng pha thì cả nhà pha 5 nắp này cho 1 lít nước nha. Đó, cả nhà phun đều lên trên. Rồi, đó giờ phần lan. Vô phần lan là hình số 1 này, cảm báo cả nhà. Dòng cảm báo thì cả nhà biết rồi, hoa đẹp và hoa cực kỳ thơm luôn. Số 1 130.000 cho hình cảm báo này. Em đã bao ship rồi cả nhà. Một cái cảm báo này, hàng rất là đẹp luôn cả nhà. Hai cái cảm báo này. Ba cái cảm báo này. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 cây, khoảng cái nhỏ 9 cây, thì 9 cây cảm báo này, nguyên một đống cảm báo như thế này, giá 130.000 em bao ship nha, hình số 1 nha. Hình số 2 thì em có một phần hoàng thảo công tâm. Cái mặt hoa hoàng thảo công tâm nó đây cả nhà, nó giống hoa rất là giống bạch đỏ cả nhà, nhưng mà hoa nó hoa trắng và nó là vàng. Hoa trắng tinh khôi rất là đẹp luôn cả nhà. Cánh xoắn rồi cái lưỡi rồi họng nhìn cực kỳ là đẹp luôn nha. Bạch vàng như thế này. Hoàng thảo công tâm thì một phần hôm nay có 5 khúc nguyên bản này cả nhà, em lên hơn hết một phần 5 khúc nguyên bản này, giá 130.000 bao ship hình số 2 này, một khúc nguyên bản này. Đây một khúc này đó, khúc hoa thải thân cả nhà, hoa đẹp như cả nhà. Hai khúc nhỏ này, đây một khúc này đó. Ba này, đây một khúc này đó. Nói chung là nó ít thân lá cả nhà đó, thân á giờ cả nhà mình chăm lên mầm gốc và cho đẹp nha. 4 khúc này và đây một khúc to nữa này đó, khúc này đang lên mầm này. 5 khúc này giá 130.000 bao ship hoàng thảo quan tâm nha, hình số 2. Hình số 3 thì có phần kiều vàng này, 100.000 bao ship đó nha, 100.000 cho một đống kiều vàng như thế này, rất là nhiều về luôn, hàng về như thế này, 100.000 nhiều lắm, tha hồ mà ghép luôn, chỉ có 100.000 thôi, em bao ship rồi, kiều vàng nha, 100.000 cho một đống kiều vàng này, về phải ghép một đống luôn, 100.000 bao ship hình số 3. Số 4 thì lên lan kim tuyến nha nha, dòng này ngồi tác dụng mình chơi cây cảnh, chơi ngắm hoa là nó ngồi có tác dụng còn làm thuốc nữa nha cả nhà nha. Dòng này nó ngăn ngừa ung thư rất là tốt luôn cả nhà. Nói chung trị rất là nhiều bệnh. Thì cô chú anh chị mình có thể tìm hiểu thêm trên mạng nha. Đó, 130.000 một phần kim tuyến hình số 4 nha. Một phần kim tuyến thì được như đây cả nhà. Cũng khá là nhiều đó. Những cái thân như thế này giờ cả nhà bẻ cắt khúc cho em, dăm xuống là cái chỗ này nảy lên tiếp này. Thân là dài quá cả nhà, bẻ khúc cho em, dăm xuống. Dòng địa lan kim tuyến nha cả nhà nha. Thì giá 130.000 một phần em bao ship hình số 4 nha. Em có hai phần này. Nói chung là ở ngoài còn cả nhà lấy mấy phần thì mua thêm thì alo em nha. Một phần kim tuyến này cũng khá nhiều đó. Những cái cây dài này cái nhà mình bẻ khúc ở đây này, bẻ ngay đây cho em, dầm xuống là lấy cái khác lên. 130.000 một phần hình số 4 lan kim tuyến. Hình số 5 thì địa lan lung cả nhà. Lung thì hôm nay có 3 phần, lung vàng, đây là lung vàng này, lung vàng cậu to này, lung tím này, lung tím cũng nhỏ hơn là tròn này, và lung xanh này. Lung xanh thì cả nhà mình nhìn cũ nó vẫn xanh cả nhà, đó, lung xanh đó. Thì đây cả nhà mình việc cái dòng này địa lan cả nhà mình dăm dưới đất với em. Những củ như này dăm bắt đầu nảy mầm rồi cả nhà đó. Để yên nó cũng để không cũng nảy mầm rồi cả nhà, nên cả nhà mình yên tâm nha. Đây lung xanh này đó, một phần dầm cái 5 củ này, lung vàng đây, lung xanh này, đây lung tím này, và đây lung vàng. Em có phân 3 loại nhưng mà về cả nhà cô chú anh chị cũng dễ phân biệt à. Lung vàng thì củ nó hơi to hơn, nó dẹp hơn đó. Lung tím thì củ nó tròn nó ấy như này, và lung xanh thì củ nó hơi ngà ngà màu xanh nha cả nhà nha. Ba loại lung như thế này 101 em bao ship nha. Và đây là mặt hoa của ba loại cả nhà, em sẽ đưa cho cả nhà mình xem. Đó, địa lan luôn có 3 loại, lung vàng, lung xanh và lung tím, và đây là mặt hoa. Cả nhà để em tí em lấy cái mặt hoa cả nhà xem. Đây là lung tím này,
Đó, lùng tím nha. Đây là lùng xanh này. Đó. Và đây là lùng vàng. Lùng vàng nha các nhà nha. Lùng vàng. Đó, lùng vàng hoa rất là đẹp luôn, khá to. Ba loại lùng này giá 101 em bao ship nha, mỗi phần thì có tầm 5 6 củ nha các nhà. Lùng vàng 5 củ này, lùng tím thì 5 6 củ vậy đây, lùng xanh cũng vậy cả nhà. Nói chung mỗi phần như thế này thì giờ cả nhà mình trồng được về một chậu cả nhà mình trồng chừng 2 3 củ được rồi. À, 101 em bao ship cho hình số 5. Hình số 6 có phần đùi gà tròn 120.000 bao ship có một phần đây. À, con về đùi gà xanh mướt mượt này. À, thằng tơ không. Và đây hai về nhỏ này. À, rồi phần này giá 120.000 bao ship hình số 6 đùi gà tròn nha. Hình số 7 thì em lên quế tím cả nhà. Quế tím 130.000 cho một đống quế tím này. Em đã bao ship rồi cả nhà. À, quế tím thì cây to to đẹp đẹp không nha. Gồm có 15 cây. 15 cây quế tím nha. À, cây rất to, mỗi phần như thế này giá 130.000 này. À, 15 cây một đống này luôn. À, chỉ có giá 130.000 thôi. Em bao ship luôn hình số 7 nha. Thì em có hai phần. Mỗi phần là 15 cây. À, quế tím cây to mix đẹp luôn cả nhà này. Cây to đẹp lắm. Cây rất là đẹp luôn. Mỗi phần như thế này, cây to cho 130.000 cho 15 cây, quy một đống luôn. Hình số 7 nha, em có hai phần, mỗi phần là 130. Hình số 8 thì em lên kiếm đỏ cả nhà, kiếm đỏ một đô. Kiếm đỏ một đô, và đây là mặt hoa của kiếm đỏ một đô. Hôm nay chỉ có một giờ kiếm đỏ một đô duy nhất. À, hoa của kiếm đỏ một đô cả nhà, màu đỏ một đô nha. Thì giờ này giá 150 em bao ship này, có một giờ. À, giờ to liệt cả nha. À, giờ này vô cái chậu quá liệt luôn. À, một về kiếm đỏ một đô như thế này giá chỉ có 150 bao ship, về to nặng luôn. Một về to 150 bao ship hình số 8. Hình số 9 là lên bạc lan, hôm nay cũng có một hình bạc lan kiếm này, để giá 130 bao ship có hai về rồi cả nhà, hai về bạc lan kiếm này. À, về trồng hai chậu cả nha, giá 130.000 em đã bao ship rồi nha. À, bạc lan kiếm đây, em coi có mặt hoa bạc lan thì em mở cho cả nhà mình xem. Hoa bạc lan, hoa to đẹp. Hoa bạc lan cả nhà, hoa to rất là đẹp luôn. Rồi hình số 9 130.000 bao ship có một hình duy nhất, hình số 9 kiếm bạc lan. Hình số 10 là lên combo hai lưỡi kiếm này, giá 130.000 bao ship nha. Thứ nhất là kiếm đỏ này, mấy về kiếm đỏ thôi nha. À, kiếm đỏ thì vô được chậu to rồi. Và đây là kiếm thanh lan. À, thanh lan kiếm này cả nhà, dòng này hoa đẹp, hoa thơm cực kỳ luôn. À, thanh lan kiếm được 4-5 khóm gì đây. À, những cái lá này thì dài quá, nó bị vàng kiếm này gì đấy, em cắt thanh nhanh cả nhà nha. Thanh lan kiếm thì là kiếm đỏ này, hai loại kiếm này giá 130.000 em bao ship luôn, hình số 10 nha. Đó, kiếm đó thì cả nhà mình biết rồi, đây là thanh lan kiếm này, dòng này rất là hiếm cả nhà, hoa xanh đẹp. Đó, đây là dòng kiếm thanh lan như cả nhà nha, hoa thơm lắm nha. Hình số 10 130.000 bao ship. Hình 11 làm lên quế trắng tháng 8 nha cả nhà. Quế trắng tháng 8 một đống này giá 150 bao ship này. Quế hiện tại thì đang vào mùa nụ, mùa chuẩn bị cho hoa, một số cây đã có nụ rồi. Hình này một cây này, nói chung cây không được đẹp, đóng này bán 150 trong bao ship này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, đây hai cây nó 10 cây, 10 cây này giá 150 cả nhà. Quế bây giờ rất là lên giá luôn cả nhà, tại hiện tại đang vào mùa nụ mùa hoa rồi, nên chung anh em đi rừng giờ bỏ rất là cao luôn. Hình 11 150 bao ship cho một đống quế trắng tháng 8, quế lăng hương. Hình số 12 là sơn đi tiên, 130.000 cho một phần sơn đi tiên này, một về này. À, 2 giờ này, lá xanh mướt mượt luôn. 3 giờ này, à, toàn hàng các tỉa đẹp. 4 giờ này, 4 giờ này giá 130.000 này. Em bao ship luôn, về vô một chậu to được luôn hoặc là hai chậu cũng được. Hình số 12 sơn thi tiên. 13 cũng sơn thi tiên luôn. Giá 140.000 bao ship này. À, hình này thân mập, thân thủ, thân to. Lá rất là đẹp luôn, một giờ này, xanh mướt mượt mượt luôn. Thân mập to. 2 giờ này, hàng làm rất là đẹp luôn nha, 2 giờ to này. Và đây một giờ nữa nè, à, thân rất là mập. Đó, mập to nha, mầm đang lên. 3 giờ này giá 140 bao ship nha cả nhà nha. Sơn thí tiên nha, hình số 13 là bóng mực đẹp. Bắt đầu 14 cho đi làm lên hỏa hồng cam nha cả nhà nha. Hỏa hồng cam thì hôm nay chọn những cây hỏa hồng cam vip đẹp. Đó, lên cho các chú anh chị mình siêu tập. Và đây là mặt hoa của cái hỏa hồng cam. Hỏa hồng cam thì hoa là một màu cam rực rỡ luôn, rất là sai hoa luôn cả nhà. Hỏa hồng cam nha, nhìn hoa lên đẹp mê ly luôn cả nha. Thì hình số 14 này giá 140 bao ship này. À, gồm có 10 cây. Hàng đã chọn như cả nhà những cây hoa hồng cam như thế này, tuy rằng nhỏ nhưng mà xếp mít đẹp, do nó xếp mít nó ngắn, lá ngắn nam đẹp. Mình thấy cây nó nhỏ cả nhà, hai cây này, à, ngọn hoa vẫn có bình thường nữa nha. À, đã cắt hết ngọn hoa. Ba cây này, đó, những cây hoa hồng cam mít xu xẹp đẹp luôn.
4 cây này, 5 cây này, cây họ càng rất là đẹp luôn. 6 cây này, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. 7 cây này, những cây hoa cam này cả nhà coi hàng cực kỳ đẹp luôn. 7 cây dưới đây 3 cây nữa, 3 cây là Mitsubishi luôn nha. Lá ngắn xếp đẹp luôn, là 10 cây. 10 cây hoa cam nó chọn như thế này rồi, giá 140.000 bao ship này. Đó. Về cho nhà mình giúp tác phẩm rất đẹp luôn. Hoa hồng cam nha, hoa rất đẹp luôn nha. Và hình số 15 thì 150 bao ship này, cũng là hoa hồng cam. Cây này to hơn, một cây này. Nó chọn cho cả nhà những cây đẹp luôn. Đây một cây một mèo con nó là 2 này. Đây một cây nữa là 3 này, những cây hoa hồng cam rất đẹp này. Đây một cây nữa là 4 này, cây to này. Đây cây nó 5 này. Những cây thẳng đẹp luôn. Đây cây nó 6 này, to. Cây nó 7 này. Và đây cây nó 8 này, cây rất là to đẹp như thế này. 8 cây này giá 150 bao ship này, hoa hồng cam nha. Hình số 16 nha, hàng chọn đẹp cả nhà luôn. Hình số 15 150 em xin lỗi nha, 15 150 này. Hình số 16 giá 140 này. Em bao ship nha, hình số 16 2 giờ 140. Đây có một về này, hoa cam này rất là nhiều ngọn này. Thêm em một về nữa này. Đó, 2 giờ này giá 140 thôi. Em bao ship luôn nha, hình số 16. 17 cũng giá 140 luôn. Em cũng đã bao ship rồi. Hôm nay hoa cam về rất là đẹp luôn. Một về 3 4 ngọn này. Thêm thêm một về nữa này. Ủa, xếp đục cây đẹp luôn. 2 giờ này giá 140 này. Em bao ship luôn nha, 2 về này. Vô hai chậu được cả nha. 17. 18 thì giá 170.000 này. Em đã bao ship rồi cả nhà. 18 thì cái này 3 về cây nó quá đẹp luôn nha. Một cây rất là to, xếp đẹp như thế này. Cây cực kỳ đẹp luôn. Và đây hai cây này, vô một người dọn ngọn này, xếp rupit luôn. Đó, hoa cam này quá đẹp luôn cả nhà. Là 2 về này. Và đặc biệt cái về này quá đẹp luôn, xếp Mitsu luôn cả nhà, 3 ngọn này. 3 về này giá 170.000 nha. 3 về hoa cam quá đẹp như thế này. Giá 170.000 bao ship này, hình số 18. 19 thì giá 150 này, cũng là hoa cam luôn. Có một về này, thẳng đẹp chưa? Cây này. Đó, về nó có đẹp to, cây to đẹp. Về đây một bài con luôn. Nói chung một nguyên bài con luôn. Và đây một về ba ngọn này, 2 giờ này giá 150 nha. Em bao ship là hình 19 này. 20 cũng giá 150 luôn. Cũng là hoa cam, những cây siêu VIP luôn nha. Xếp Mitsubishi đẹp cực kỳ như thế. Đây cây thứ hai này, chọn những cây cực đẹp như thế này này. Hai cây này, đây một cây nữa là 3 này. Anh em coi hoa cam là quá VIP. Đây một cây mẹ con đó là 4 này. Và đây một cây mẹ con đó, lá cực kỳ dày to luôn nha. 5 cây này giá 150 nha. Hàng này chọn đẹp. Hình 20 150 bao ship. 21 cũng vậy cả nha, cũng 150 luôn. Cũng những cây của nó là siêu đẹp luôn. Một cây này, hai cây này, cực kỳ là đẹp như thế này. Đây một cây Mitsu nữa này. Một mẹ hai con, 3 này. Đây một cây to nữa là 4 này. Quá to luôn. Còn đây một cây một mẹ nữa này, một con nữa là 5 này. Những cây to đẹp như thế này. Hàng chọn đẹp 150 bao ship nha, hình số 21 nha. 5 cây này giá 150 bao ship này. 22 tôi đi làm bên kiều vuông mới gà nha cả nhà. Dòng này thì hoa một màu mới gà cực kỳ đẹp luôn, và dòng hoa kiều thân vuông như kiều vuông đó nha, nhưng mà thân nó xanh, xanh thẳm không bao nhiêu xanh ấy, lá dày. À, đặc biệt kiều vuông mới gà này lá đẹp. Và đây là mặt hoa của cái dòng kiều này. Đây là mở cái mặt hoa cho cả nhà mình xem. Một màu vàng mới gà cực kỳ là đẹp luôn. À, kiều vuông mới gà nha cả nhà nha. À, thì mê rồi. 22 giá 150 này. Em bao ship luôn, có một về. Ba thân mặt đẹp, bốn thân. Lá dày cực kỳ đẹp luôn. Lá dày gần gần như thế này, thân rất là to luôn nha. Một về này. Thêm đây một về nữa là 2 này, 2 về này giá 150 nha. Em bao ship nha, hình số 22 này. 23 cũng là kiều vuông mới gà luôn. 140.000 cả hai về. Một về này, thân mặt to. Đây một về nữa là 2. 2 về này giá 140 bao ship. Hình số 23 kiểu vuông mới gà nha. Xem này mặt hoa nha, hoa rất là đẹp luôn, màu mới gà tươi rất là lực lửa luôn. 24 giá 140 luôn, cũng 2 về, 1 về này, đẹp chưa? Để 1 về nữa là 2, 2 về này giá 140.000 em bao ship nè. 25 cũng vậy cả nha, cũng 140 luôn, cũng 2 về. Nói chung là mấy gì, về này lá tầm 10 cm này, lên ngang tầm 10 cm này cả nha, cực kỳ là to luôn. Đó, 2 về này vô chậu to đẹp rồi, 140 bao ship nha. Giờ thân rất là mập to nặng.
140.000 bao ship phần số 25. 26 là lên vẫy rồng cả nhà. Vẫy rồng thì em ghép sẵn cho cả nhà một lần. Đi về chỉ việc treo lên tưới nước thôi. Đây là hoa vẫy rồng. Một cái gói vẫy rồng ra hoa mê luôn cả nhà. Đó, tròn trịa nhưng đẹp chưa? Vàng rực rỡ luôn. 26 khúc lúa vẫy rồng đã ghép sẵn này. 150 bao ship, nó liền khúc lúa rất là to đẹp luôn cả nhà. Khúc lúa đẹp. Và lên một đống vẫy rồng như thế này nữa. Về cái việc cả nhà mình chỉ việc treo lên thôi. Hàng đã ghép sẵn như thế này. Có móc rồi. Treo lên chỉ có 150 thôi. Em bao ship nha. Đó, vẫy rồng ghép như đây chắc gần cả ký rồi cả nhà. Rất là nhiều luôn. Nhiều vẫy rồng này. Đó, khúc lúa này đẹp không? Khúc lúa tay thỏ rất đẹp. À, nhìn đây chỉ việc treo lên thôi. Có móc sẵn rồi. 150 khúc, hình số 26, bao ship. Hàng này mới ghép sẵn nha, em ghép thôi nha cả nhà, mới ghép thôi. Em ghép sẵn cho nhiều của chú anh chị không có thời gian lắm, như lại cũng không có lúa luôn. Nên em lấy lúa em ghép luôn. 27 cũng 150 cũng khúc vẫy rồng luôn. À, cũng ghép hết như thế này. Đẹp quá nha. À, ghép hết như thế này thôi. Rất là nhiều vẫy rồng này rồi cả nhà này, đó, cả tầm gần cả ký vẫy rồng đó. À, ghép như thế này bán nhiều luôn, ăn cả lúa nó lỗ cả nhà. Khúc lúa bán đã 50-60.000 rồi. À, một khúc lúa vẫy rồng này, giá 150 bao ship, hình số 27 nha. Bắt đầu đi 28 là Tiểu Hữu Điệp đó nha. Hôm nay Tiểu Hữu Điệp lại về. Hàng Tiểu Hữu Điệp là hàng Mitsubishi. Và hiện tại Tiểu Hữu Điệp đang vào mùa đậu mùa hoa cả nha. Nên dòng này rất được của chú anh chị em siêu chọn luôn. À, hỏi em về rất nhiều đã có tiền sinh này. Thì mỗi phần Tiểu Hữu Điệp như thế này giá 130.000 đồng bao ship nha. Hàng bên em là hàng toàn là Mitsubishi nha. Cái lá nó nhỏ lắm, lá bằng đầu ngón tay hoặc ngón tay cái. Đó, một khum cơm như thế này. Và hiện tại bắt đầu đang lên nụ cả nha. Bắt đầu đang nụ có về rồi, thấy cái nụ rồi coi nha. Tiểu Hữu Điệp nha. Đây là những cái hình ảnh Tiểu Hữu Điệp. Năm ngoái em đi rừng em đã lấy này, đi theo anh em bạn rừng thôi. Đó, nó mọc những cái vách đá như thế này cả nhà và mọc quả đường xanh lên rất là đẹp luôn. Nó ngồng hoa nó lên rất là đẹp, cực kỳ đẹp như thế này cả nhà. Đó, màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Đây này, nó mọc chơi vơi như trên đỉnh núi mà mọc trên vách đá, anh em đi lên núi cao lấy được nha cả nhà nha. Nó mọc từng khóm khóm như thế này. Đó. Tiểu Hữu Điệp nha. Nó nhìn hoa đẹp lắm coi nha. Là những hình ảnh năm qua cả nhà coi cái hàng Mitsubishi này, đó, nó lên hoa cực kỳ là sai hoa luôn, ngầm hoa của nó bát ngát luôn cả nhà, nó mọc trên tảng đá như thế này không, đó, phải leo lên đỉnh núi cao, đi lội bộ đi thấy 4-5 tiếng đồng hồ mới tới nơi như cả nhà nha, đó, đi rất là mệt luôn, nên trong quá trình khai thác vận chuyển về có một số lá nó sẽ bị dập cả nhà, không có thể nào bảo quản được hết, núi cao xuống bỏ trong bao á, để mang đi qua chạm và đập cái lá nó bị ấy, đó, hiện tại Tiểu Điệp em thấy đang vào mùa hoa cả nhà, đang có nụ. Có một số cây đang có nụ này nè, nói chung nụ nhỏ thì cũng chưa thấy đâu. Thì một phần Tiểu Hữu Điệp như thế này giá 130.000 em bao ship này. Đó như cây này có cỏ thường sinh này, cái này nó thấm nước đó. Nó xanh ra nhìn đẹp lắm đó nha, nó trồng vô tiêu cảnh rất là đẹp luôn. À, mỗi phần như thế này giá 130.000 này. Đó như phần này thì rất là nhiều về luôn này. Đó, một đống này, đó 130.000 em bao ship nha, về trồng một chậu to lùng luôn. Đó, Tiểu Hữu Điệp. Hình 29 này cũng vậy đó cả nhà, cũng một phần 130, nói chung là phần đều có cỏ tiền xanh hết cả nhà mình này. Có ông về to này. Đó. Ở đây một cây này, cây mít su rất là đẹp luôn này. Đây này, nói chung một phần như này giá 130 nha. Đây này, nhiều lắm. Có tiểu điệp, có tiểu cỏ tiền xanh. Đây này, những cây mít su nó nụ bắt đầu đang lú nữa cả nhà. Bắt đầu đang lú cái nụ này, nụ nó. Nói chung đang lú nụ này này, nên cả nhà yên tâm về sẽ được ngắm hoa luôn. 29 cũng 130 này. 30 cũng vậy cả nhà, nói chung phân đều không, em lên số cho đánh dấu số cho cả nhà mình muốn siêu tầm nhà các bạn đẹp chưa, có cỏ đường xanh này giờ trồng lên xanh đẹp lắm. Đó, 2 khóm này, đó, 3 khóm này nụ này cả nhà, đó, 4 khóm này, 5 khóm này, cây này 6 này, 7 này, 8 này, đó, về to luôn rồi cả nhà. Đó, thì phần này 130 rất là rẻ luôn cả nhà. Đó, 30, 31 cũng 130, cây Mitsubishi này. Nhau coi lá nó nhỏ nha, lá chắc bằng đầu ngón tay như mấy, đó để ngang lá cái đó thôi cả nhà. Hai về này, nó có cỏ tiên sinh nữa này, anh cây nữa này, ba này, anh khóm 4 này, đây một cây này. 5 này đang lên nụ nha, nụ này, nó nụ này, đó út cho cây này nụ nhiều chưa, đó đó đây này, đây nữa này, đây cây rời nữa này, ở đây một khóm nữa này, và đây về nữa này, nó nụ này. Ở phần này cũng 130 luôn, em bao ship luôn nha. Nói trước nha, cái dòng hồ điệp này lá nó giòn đó nha, vận chuyển khai thác có một số lá nó sẽ bị dập trong này, nó gãy nên cây nó không được trọn vẹn đâu, nên cái nhà mình lưu ý giúp em. À, cây nó không được trọn vẹn như ở trên rừng này coi nha, nó phải bị lỗi một tí. 130.000 hình số 31, 32 cũng 130.000 luôn coi nha. À, tôi nói chung là mỗi phần 130, bắt đầu hiện tại nó đang lên nụ này nhiều lắm cả nhà.
Lù cái này thì cũng bảo quản cho cả nhà mình và đừng ngắm hoa dài quá thì sẽ nó bị gãy. Hai này, ba này, đó, lù trong ra là cả nhà. Cây này là bốn này, đó, đây cây là mít bầu, đó là lạnh về này. Nói chung phần này cũng nhiều lắm, em phần này những cây rời này, đó, cây rời, này. Đó, cây rời lá mít bầu đẹp quá nha, lù này. Thế nhưng một phần là nhiều, 130.000 bao ship mình cho 32, 33 cũng vậy, cái nhà cũng 130, lên từng khóm khóm như này, một khóm này. Đó, là như cái này nụ này cây ho dài, nụ dài nó gãy cả nhà đó. Nhưng cả nhà yên tâm nha, cái nụ nó gãy nhưng mà những cái mắt như này nó gãy tiếp lên cả nhà nha, dòng này nó nở tới gần 2-3 tháng là nó nở xong nó tàn này, nhánh ra nó nở tiếp đó. Đây nữa này, nói chung là phân đều hết rồi, cả nhà mình yên tâm về thì này có trường sinh hết. Những cây rất đẹp như thế này, Mitsubishi này, có trường sinh này đó. Này khóm khóm như thế này, review đóng như thế này, 130 này, bao ship hình cho 33, 34 thì cũng 130 này. Cây xếp Mitsu xếp chi thiên này, một khóm này, đây một khóm là hai này, đó, đang có lụ này. Đó, đây một cây rời đẹp không, cây rời rất là đẹp này, đó, đang nảy cái nụ này, đang nảy cái nụ nha, đó là ba này. Đó, đây khóm này cũng là Mitsu đang lụ này. Đó, đây cây rời đẹp không, một mẹ hai con, hai ba con cây nhìn đẹp không, đang có nụ luôn. Đó, thêm đây một cây nữa này, Mitsubishi bắp sen này. Đó, đây nữa này. À, hình này thì cây rơi nhiều mà cây đẹp quá nha, con nụ đây, đây này, trời nụ này, nụ này, đó, cây đẹp này, ở đây về nữa này, đó, thì đóng này 130 luôn đó nha, số 34, 34 là 130 luôn, 35 cũng vậy đó nha, cũng 130 luôn, thì em quay như thế này cả nhà có thể xem video cho kỹ nha, nói chung em quay như thế này, lúc đêm đóng một về này, có đường trình này, đó, rất đẹp luôn, xem một về nữa này, trời cái bắp sen này, đó, và nụ này, đang lên nụ này. À, hai về này, đây cây đời nó ba này, à, đây khóm nhỏ là bốn này, đây cây nó năm này, đây khóm là sáu này, à, này nữa này bảy này, đây tám này, à, hình này cũng 130 luôn, 35 nha, 36 thì giá 140 này, à, hình này thì có quy một về cả nha, à, quy một về luôn, quá trời cây này, đó thì nói cây nó không tròn vẹn cả nha, có những lá trên rừng là bị con động vật nó cắn lá cả nha, nên cái lá được mà cái này quy một khối luôn. Đồ khai thác vận chuyển đây này, một số lá nó bị dập cả nha, nó bị bể lá, dòng này lá giòn mà như một về như thế này đặt vô cái chậu chưa nó đẹp luôn. Giờ này bỏ thêm cây này nó giá 140 bao ship nha, tại vì một khói về cái chuyến diện về bỏ chậu nó nhìn nó đẹp hơn, sau này nó lên hoa lên đồng loạt hết một phát là nó nở rực rỡ luôn cả nha, anh nở đều đồng loạt hết luôn. Hình số 36 giá 140 bao ship cho cái hình một về với một cây này. Rồi hôm nay em lên được bao nhiêu hình đó, các nhà sưu tầm được hình nào alo trên nha, số điện thoại có để lên tiêu đề cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người nhé.